tháng 2 năm 2021, hãng xe Hàn Quốc đã giao tới tay khách hàng tổng cộng 8.305 chiếc xe Seltos, trong khi đối thủ Hyundai bán được 12.428 chiếc Creta. Tại thị trường Ấn Độ, Seltos luôn lọt top các xe SUV cỡ nhỏ ăn khách nhất. Theo trang Indian Auto Blog, Kia sẽ sớm trình làng phiên bản nâng cấp của Kia Seltos với loạt trang bị hiện đại cùng logo mới vào cuối tháng 4 năm nay. Đây được coi là một động thái cạnh tranh cực khốc liệt với các đối thủ khác như Honda HR-V, Hyundai Kona, Creta. Phiên bản này sẽ trở thành mẫu SUV đầu tiên của Kia có logo mới. Nhiều nguồn tin cho biết, có khả năng Kia Seltos được nhà sản xuất trang bị các tính năng tiện nghi hoàn toàn mới cùng cửa sổ trời toàn cảnh độc đáo, đem đến không gian thoải mái cho người dùng. Có thể Kia Seltos vẫn sẽ giữ nguyên khối động cơ, khách hàng có thể tham khảo 3 tùy chọn động cơ, gồm động cơ diesel 1.5 lít mạnh 115 mã lực, động cơ xăng tăng áp 1.4 lít mạnh 140 mã lực và một động cơ xăng 1.5 lít hút khí tự nhiên, 115 mã lực. Ở Ấn Độ, Seltos có giá bán dao động từ 989.000 đến 1.765.000 yen, tương đương từ 13.600 đến 24.300 USD. Hy vọng phiên bản nâng cấp của mẫu xe này sẽ sớm ra mặt tại thị trường Việt để khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn hơn khi mua xe ô tô.